sắm rập bóng bồn đài miền trung ngõ thè là viên cà phê tập lồng sọ tập lồng sáng cho bọn đang tập lồng sốt ta phơi bài mùi nào cho đàn chiêng và cà phê tới và tập lồng sáng ban đã bay rồi hả ta lời nắng nơi càng tập bồn đi hay bọn tập lồng sốt để cọt phơi trắng ban cho lọt thì bồn bay rồi sáng tới bồn bay rồi hả chẳng khi thà cà phê sốt nắng vì trời bao bền tích có vận tải bớt thân dây dương chỉ cà sọ tập lồng sáp nhóm tam cùng nát nhóm nhóm cách tha tầm lòng ngột nắng vì lo chuyện pro nấy bọn prape ngột dương prape bầm buồn ngái tới đọc prape ngái dùng phật mà nấy đọc prape ngái cứ dùng phật thầy dương prape cắt dương prape há ngột cứ cho lọc pe bần nằng tam cắt cứ phải hai chỉ ngột nắng từ tu ban cầm lại phổ chuyện này bởi nấy tu ban nấy mới cho chúng ta thiệt cho nên dùng phơ ngột là sao là phơ sáng tầm lại tiếp về bà dương mình phải khát rừng về bởi lý ta dương khát bàn tay tích nấy cứ mơ quạt nấy màu thì chưa cái thế bàn mềm chả thế tại mà tháo con bàn đập vào môi mở này dẫn ra về vì thời tới một ngày tới bây giờ là từ lâu nấy chưa ăn hạt nữa mà chả quạt nấy mà phải phải bà chất mà rồi hạt dẫn chả ăn mình đấy về phơi ngô rối chờ đó bàn đi tới là này chờ đó bàn này tới mà bay ping dẫn mang cái lỗ bằng chân đòn mà rồi ấy đòn lắm này bạn là chật lớn chật tay à sai tam mà sải tơ lông này bạn tại tơ lông này mà sải em á nè bạn đào tay đấy bằng bạn đào tay này bữa xa mà sải về pu rất là sải pu về thôn tam đang đài giống này bằng bồn mời thì phơi xuống một bọc quạt bây giờ chỉ nghe nghe tí ha nó lớn đầy tại mà đón muốn dân phơi liền anh cái liền đấy này bằng đấy và dân phơi liền máu rịp sma mà dân miền cột phơ bạc ven ven chẳng mà thấy cái chạm mà đã hà bạc năng thầy hà nó lớn đây tầm đoàn châm nó lo này cái hà lớn đấy xuất lươn và kẹt này dùng đặt to kẹt này dùng đặt ở xe len này thì bà đặt đầy nó cứ bị xuất lươn bà đầu xuất bái về khám mài đó đặt xe bái khám mài bật sáu bọc bọn sấy nhé cắt lông hà rồi nè dân cột bà thấy là miền nó đặt lớn đây thì lõ xuất lươn vì ọt khmai đôi dưỡng đạo sở lên rồi đạo tòng về hãy phim nghe thua tiền nó lỡ đây tầm đoàn này bà màu bạch phập phập bạch nâng dẫn bông bông này phơ tà lâu ngoài nắng bà đã có bông tà lộ tà lông sao mấy ai chết phơ tà lông xuống bạch này bàn rồi khó khí ngay á mình khó khí mà rồi phía rồi phóng tà lông sáng bay rồi hà mà nấy tay bà tà bây xuống lấy bông bay rồi xám bông bay rồi xám tay bông bay rồi hà không phải lời này hết á tao một tiếng ác là khó thông ra tiết anh nói ta tạm tì xa bọc tà lông chẳng tới tầm tái nhưng cất thao khó khăn này chẳng hài chẳng cô ta thơ ngột bạc mình tới bà cô thơ ngột bạc mình tới cô thơ ngột bạc bế bài sắp cà lâu chất sắp cà lâu tới bài sắp cà lâu à thay tạm tà lông nắng cứ mà xa ưu chả ra nước thông đầy bà này ok 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 ok